Mình biết Hania Star là tại vì mình đi rất là nhiều tiệm rồi. Tính mình rất là thích tham khảo. Mình đi rất là nhiều tiệm. Nhưng mà khi mình bước vô Hania Star thì mình cảm thấy wow, cái showroom là rất là lớn. Rất là nhiều mặt hàng mình kiếm. Mà mình lại rất là vừa ý với những mặt hàng của tiệm mình, của Hania Star. Mà giá cả lại rất là bình dân, không phải quá sang. Cái ấn tượng là mình thích nhân viên làm việc ở Hania Star và họ nhiệt tình. Mà họ rất là professional, là biết mình cần cái gì mà nên làm cái gì và không nên lấy cái gì. Cho nên mình rất là thích. Mình thích về họ khi được họ tư vấn cho mình. Mình cảm giác như là mình cảm giác như là một công ty là mặt hàng thì nó đã tốt rồi. Nhưng mà cái người tư vấn nó lại quan trọng hơn. Thì khi mình đặt niềm tin vô công ty. Mình thích Hania Star là tại vì nó có nhiều mặt hàng. Nhất là ghế, gầm ghế thì đa dạng. Mà thêm ghế massage, hay reception. Mình thấy những đồ của Hania Star là thật sự ra là đối với mình là mình thấy rất là luxury so với những tiệm khác. Đầu khi mà khách tới tiệm của mình á, khi mình bỏ hết furniture đồ của Hania Star vô tiệm của mình á, thì họ bước vào họ cảm thấy wow, cái tiệm mình quá đẹp mà quá sang luôn. Mà nhất là dòng ghế massage của mình là tại vì họ sẽ thấy không có tiệm nào mà có thể mà so sánh được cái tiệm của mình được. Là tại vì dòng ghế rất là đẹp mà rất là sang. Mình chọn ghế massage ở phòng chờ là tại vì mình muốn phục vụ khách đó được cao cấp hơn chút xíu. Trong khi họ chờ đợi họ có thể hưởng thụ một chút xíu massage. Là mình muốn với tiệm mình muốn có một cái phong cách riêng biệt, không giống như những tiệm khác. Mình không ngại bỏ thêm tiền để mua thêm ghế massage cho khách ngồi đợi. Khách rất là thích là tại vì họ cảm thấy khi tới đây họ có thể được massage khi trong thời gian không ngồi chờ đợi được chút. Mà ghế massage nó rất là hiếm. Khi mà mình nghĩ đến New Star là mình nghĩ đến dòng sản phẩm rất là đẹp mà rất là bắt mắt đối với mình.